Hi, chơi xin chào cô chú. Good morning đi chơi. Chơi chào cô chú đi. Hi, chào cô chú. Hôm nay chơi dậy lúc 9 giờ sáng. À, mẹ thay đồ rồi cho em sạch sẽ hết rồi. Bây giờ là tới giờ ăn. Đeo vô. Tới giờ ăn mình đeo yếm vô. Đeo yếm vô nha. Cô chú biết bên đây chơi ăn gì không? Hôm nay chơi ăn hủ tiếu. Hôm nay chà mâm 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 hủ tiếu, chị thích ăn hủ tiếu. Ừ, mâm mâm. Ừ. Ừ. Là ăn đó. Hải miệng da. À, À, ngon không? Ngon không? Ngon không? Không nói mẹ nghe, mẹ cho ăn tiếp. Không nói dạ ngon. Hút vô, hút vô. Con có biết hút vô không? Đây mày chỉ cho nè. Mày chỉ cho ăn nè. Chơi. Mà người ta hút vô vậy đó. Trời ơi. Nhả ra hết rồi giờ nó đụng vô đây là mẹ cho nè. Nè. Cắn ra, cắn cái cọng nó ra. Đúng rồi, nút vô. Nút vậy đó. Ngon quá. Em mới giỏi quá, nó lụm vô từng cọng nó ăn luôn. Hái chị đi. Cô chú ơi, chị mới ngủ dậy nè. Hiểu chưa? Hát đi chơi. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu. Ừ, hát đi. Anh chỉ đến bên em lúc say. Đó, đó, đó. Con hát đi. Đây, đây mẹ hát. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Rồi tới con. Không hát hả? Không hát thôi. Không hát. Rồi ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống ăn đàng hoàng. Đó, đây nè cô chú ơi, chay bây giờ là chay đang ăn. Chay đang ăn cơm. Hôm nay là chay ăn cơm chung với nước kho thịt của mẹ. Chay rất là thích cô chú ơi. Ngon ngoan giấm á, chay. Thế bữa nay chị đã ăn ngoan nhắm đó cô chú ơi. Ăn rồi chị nhai đàng hoàng luôn. Nè. Giỏi quá. Ngon không con? Ngon không? Nói mày nghe đi. Chị đang coi iPad rồi. Mà nó coi iPad nha. Có nhiều bạn nói là trẻ nó không thích. Nó coi iPad nó mất tập trung, là nó không có cảm nhận được đồ ăn, cảm nhận được này kia các nọ. Nhưng mà hả, nếu nó mà đưa vô cái đồ mà nó không thích thì nó là nó không ăn đó. Chứ đâu phải là mình đánh lạc hướng nó, mình cho coi iPad mình đánh lạc hướng nó muốn cho nó ăn gì cho nó ăn là không đâu nè. Trước khi đưa lên cái miệng nó là nó coi nó li lẹt lưỡi nó ra nhỏ nhỏ trước, không giờ há miệng ra đâu. Không dễ mà đánh còn nhai. Không có dễ mà đánh lạc hướng nó đâu. Phải không chay? Cái mặt xạo kìa. Nó mặt nghiêng coi coi. Ôi coi kìa, bảo kìa biểu cảm em đang coi chương trình Little Angel Baby Visits to the Doctor. Wow. Chay không có thích bác sĩ đâu, chay không có đi thích đi coi bác sĩ đâu. Nè con tàu đốt mày, đợi tao đốt vô. Hả? Trời, đốt ơi, vô tay. Giỏi quá. Vô tay. Rồi đi đi, mẹ múc tiếp, đưa mẹ múc tiếp. Con ngồi đó đi, con ngồi đó từ từ đi. Con nhai hết thì rồi mẹ đưa cho con tự đút vô nha. Vỗ tay. Chay giỏi quá, mẹ vỗ tay. Vỗ tay nó khoái lắm. Nó mà làm gì vỗ vỗ tay nó khoái lắm. Cô chú thấy bữa nay không? Thấy bữa nay rồi. Ngồi về sao không thấy cô chú không thấy cột tóc được. Lấy tay ra con, không có bỏ giữ tay vô cái miệng ăn đàng hoàng.
Ủa em, để mà bấm qua, để mà bấm qua. Rồi. Lấy tay ra. Lấy tay ra. Lấy tay ra đàng hoàng chơi nè. Hải chị đi tắm không? Tắm không? Tắm không đó mẹ nghe. Rồi rồi, đi 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 đi. À, cô chú ơi, bây giờ chay tắm nè. Rửa mặt đi, rửa mặt cái miệng đi. Nè, rửa mặt cái miệng đi. Tắm đi. Rửa miệng, rửa miệng, rửa miệng. Rửa miệng đi. Chay nói, ủa sao từ ngày tắm cởi đồ mà nay mày mặc đồ, tại mày phải quay mà. Ừ. Ừ, mẹ quay cho cô chú coi chứ. Tắm đi con. Mẹ khóa nước lại nha, khóa nước lại cho nước nó động lại cho chay tắm nha. Tắm đi. Oops. Chay tự xả nước dồi sen luôn cô chú ơi. Rồi, rồi con tắm đi, cho con dập nước đi. Con dập nước đi rồi xong mẹ quay con chút rồi mẹ vô mẹ tắm cho con. Rồi, giọng nước trộn trộn coi kìa, sexy ghê chưa, coi kìa, mày đứng sexy. Hy vọng vui sướng không có bị gọi là cái gì. Để quay cho cô chú coi cái quần này sexy quá chay hả? Nè, đây nè, đây nè. Ừ. Ừ. Chay đó. Nè. Ờ kệ đó đi, lên tắm đi. If you really happy then you clap your hand. If you really happy then you stomp your feet. Stomp your feet. Good job. À, chơi tắm đó. Cô chú thấy chơi tắm chưa? Cô chừng sexy nha, cái đít thấy rõ quá kìa, sexy quá kìa. cái quần này hồi bữa là chay về Việt Nam không nhớ là ai cho chay nè. Thế bữa nay lần đầu tiên mẹ thật cái thích sexy ghê. Ừ, lần đầu tiên Ngọc mặc cái quần này vô cho nó luôn á, đâu có biết là ướt là nó bệnh nó dính như vậy đâu. If you really happy then you clap your hand. Clap your hand. Thôi, kệ nó đi. Gì đâu nhiều chuyện quá. Không ai thôi mẹ bồng ra, không tắm đây mà bồng ra nha. Nè. Tắm đi. Đây là khoảnh khắc trong nhà tắm là chay khoái nhất cái cô chú. God bless you. Gì vậy? Nằm xuống đi, nằm xuống bơi đi, nằm xuống bơi thì sao? Con nằm xuống con bơi thì sao? Chay thích nằm xuống bơi lắm á cô chú. Nằm xuống bơi đi con. Thì thôi mày vô mày tắm cho chay nha. Mày vô mày tắm cho chay nha. Đó, cô chú này thì cô chú thấy chay tắm rồi ha. Bây giờ thôi để mẹ vô mày tắm cho chay nha. Chứ nãy giờ để quay lâu quá em lạnh. Đó, cô chú ơi, em chay tắm xong rồi. Nhả. Rồi bây giờ con mặc áo vô cho cô chú coi coi. Cô chú à, mặc áo vô nè, mặc áo đẹp vô nè. Áo đẹp. Wow, cái áo này quá đẹp luôn. Trời ơi, không biết cô chú có cái áo này không ta chứ chay có. Thôi, đừng. Chay à. Ngồi xuống, mặc áo vô nè, áo này đẹp nè. Ui, cho áo này đẹp rồi, xỏ tay vô. Đúng rồi, good job, chay đi. Xỏ tay vô. Good job, chay đi. Kéo gích lên. Đó, rồi, đứng lên cho cô chú coi cái áo đẹp không? Ừ. Áo con dít luôn á. Chay mặc áo con dít luôn á. Rồi đi chạy xuống coi kiến áo đẹp không? Đi. Thì chạy xuống coi kiến áo đẹp không?
Rồi tìm đi xuống coi kiến này. Đẹp không? Đẹp không? Hả? Con dít đẹp ha. Áo con dít đẹp ghê á. Em mặc áo con dít đẹp ghê á. À, chạy tắm xong rồi cô chú. Bây giờ đi vô cho mẹ sấy tóc nè. Đi vô. Đi vô sấy tóc đi. Đi vô sấy tóc đi con. Đi vô sấy tóc chỗ nào, đứng chỗ nào, vô cho mẹ sấy tóc. Ý. Đi đi lên đây đứng cho mẹ sấy tóc nè. Lên đây đứng cho mẹ sấy tóc nè. Đứng lên đây. Đứng lên. Đứng lên cho mẹ sấy tóc. Đúng rồi. Đứng lên. Đúng rồi, giỏi lắm. Đứng đó cho mẹ sấy tóc nha. Rồi mẹ bỏ xe máy xuống mẹ sấy tóc cho em nè. Đúng rồi. Rồi, đẹp chưa? Rồi, bây giờ mày chải đầu, bây giờ chải đầu nè. Giờ chải đầu, chải đầu, chải đầu. Bây giờ chải đầu giống Justin Bieber nha. À, baby, 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 oh, I'm like... Đừng có phá của mẹ đi con. I'm like, baby, 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 no. À, Justin Bieber chải tóc vậy đó chải. Rồi, nó đi xuống luôn rồi. Rồi, xong, đi đây con. Rồi, chay lại đây ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, mở 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 đồ với mẹ. Coi đồ này đồ gì đây ta. Rồi, đó coi coi kìa. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống mở đồ với mẹ. Đi vô mở đồ. À. Rồi, con mở đi. Wow, mở đi coi cái gì á. Wow. Cái gì vậy chay? Cái gì á, con mở ra cho mẹ coi coi. Hả? Con mở ra cho mẹ coi đi. À. Rồi mở đây nè, nè mở đây nè, đây đây đây. Đây đây đây, đây, đây mẹ mở nè, nè 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 nè. Ồ. Ồ. Cái gì á tay chay? Con biết nãy gì không chay? Cái này là đèn cầy nè con. Ồ, nến đèn cầy nè. Con ả đi con ả. Giỏi. Đó, nến đèn cầy nè cô chú ơi. Thơm á. Có lý á. Tại đây loại. Rồi để mày hửi chai này coi. Chai này là oops. Đang cầm một tay nên Ngọc cầm không có. Đây là hot fudge. Ooh, man, that sounds sweet. Let's see. Whoa, smell just like ice cream. Let's see this. Oops. Một cầm một tay cầm máy một tay mở ra khó. Oh, cái này là à, cái này là điều Quynh thích nè, eucalyptic nè, đúng rồi. Cha. Chị Quynh would love this. Let's see. Which one we gonna use first? Shady. Bây giờ mình xài thử cái mùi nào trước, con chỉ mẹ coi xài thử cái mùi nào trước. Con thích mùi nào? Đây nè, đưa 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 đi mẹ cho hửi nè, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống mẹ cho hửi nha. Hửi rồi thơm không? Thơm không? Thơm không? Rồi, hửi thêm mùi này nữa, hửi thêm mùi này nữa. Thơm không? Rồi, hửi mùi này nè, hửi thơm không?
Cô thích mùi nào? Cô thích mùi nào nhất? Chỉ mẹ coi. 1, 2, 3, thích cái nào? Thích cái nào? Thích chơi đó hả? Để coi thử mùi nào trước giờ ta. Chắc thử cái mùi Japanese Cherry Blossom này trước chắc hả? Hãy chơi, bây giờ mày lại mày đốt nến. Bây giờ con thỏi đang cày. Happy birthday Yuyu nha. Happy birthday Yuyu. Happy birthday Yuyu. Thổi rồi, đâu có giận. Rồi, để mày lại mày đốt nến con thỏi nha. Happy birthday to Jessica. Hoi xia, happy birthday. Đây, mày đốt nến nha. Chưa nha, để mày đốt hết 3 cây rồi mới thổi nha. Chưa, trời ơi nó thở không cũng muốn tắt đèn cày của người ta. Đó nè. Rồi, bây giờ hát chứ đã. Hát. Happy birthday to you. Happy birthday. Chưa. Trời ơi thổi. Yeah, happy birthday chị đi. Trời ơi nó thổi kìa. Đây nè, chưa mẹ chưa hát hết bài mà thổi rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to Jay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Jessica. Hồi xưa happy birthday. À, chạy, thổi đi con, thổi. Thổi đi. Không có đụng vô nha. Rồi thôi hết, không thổi nữa phải không? Thổi vậy hết rồi phải không? Thổi vậy được rồi phải không? Làm gì đây? Trời ơi đậy nắp lại hả? Ôi trời ơi con ơi. Đó, trời ơi nó đậy nắp lại kìa. Rồi đậy nắp lại là tắt luôn rồi. Không được đụng. Happy birthday. Trời ơi giờ nó trời ơi nó thấy Ngọc lấy cái hộp quạt nó Ngọc đốt lên, bây giờ nó cầm nó đốt lên lại nè coi không? Dữ dằn rồi. Nó đốt đó. Ê no, don't touch. Không được đụng. Đây mẹ mở cho, đây mẹ làm cho. Đây mẹ làm cho. À mẹ đi. Rồi. Rồi con thổi đi. Thổi nghe không được đụng nghe. Không được đụng nghe, thổi đi. Thổi. Không được đụng nghe. Mấy cái kia nữa hả? Cái gì? Lấy tay ra. Không có được đụng nghe. Rồi, thổi đi. Không có được, không, lấy tay ra. Thổi đi, con thổi đi. Thổi đi. Thôi thấy chưa, thấy nóng chưa? Không có được lấy tay đụng vô nha, giỏi. Trời ơi, con nhảy kìa. Thôi để này đi, đừng có phá nữa. Bây giờ để này cho coi nhà có thơm không nha con nha. Thôi cái này nó quẹt này không có được nữa, trả cho mẹ đi, để mẹ tắt máy rồi mẹ dọn đồ. Nè nói chuyện ba đi con. Trời ơi con ơi. Lại lụm ba lên. Ngọc đang nói chuyện với ba nó mà nó nghe Ngọc mở cái lo lớn lên, cái nó nghe giọng ba nó chạy ra nó đòi cái điện thoại coi được có được không? Rồi cô nói con hôn ba cái đi, hôn ba cái đi con. Qua ba cái đi. Có được đời không? Đây điện thoại mẹ. Ok baby, bye bye. Rồi ba cúp máy rồi, thấy chưa? Mẹ kêu nói chuyện mà không chịu nói làm chi. Đây.